Vâng, Nam Mô Di Đà Phật, Giang Hiếu kính chào cả nhà, kính chúc cả nhà một buổi tối thật nhiều sức khỏe. Thì do tính chất công việc, thời gian gần đây thì Giang Hiếu chuyển qua làm bên Facebook rất là nhiều. Thì đây đến thời gian sau thì Giang Hiếu sẽ giới thiệu qua bên Facebook. Thì cô chú anh chị em nào mà có thương mến Giang Hiếu và cái kênh YouTube Cư Sĩ Ranh Giới đó, thì Giang Hiếu sẽ xuất hiện ở bên Facebook nhiều hơn. Thì chừng nữa mình sẽ nói một cái đường link đó qua bên Facebook để cho cô chú anh chị em theo dõi, yêu những người yêu mến Giang Hiếu. Còn tiếp theo đây là cái video nói về cái đại nạn của Năm Thìn và những cái lời mà Ngài Ngô Tuấn Kiệt, tức là bên Thiên Tâm Đạo đã truyền chúng ta. Và một cái thông tin cực kỳ quan trọng nữa, đó chính là cô chú anh chị em nào có cần thỉnh sách Kinh Thiên Tâm và hình cha mẹ, thì Dân Hiếu sẽ cho quý vị một cái số điện thoại này. Bất kỳ những người nào muốn thỉnh như thế nào đó thì hãy điện số điện thoại này. Thì một chị này tên là Thiên Vân, thì tỷ sẽ chịu trách nhiệm là gỡ cho quý vị hoàn toàn. Đó là dân người binh, nói chung là bên nhận đơn và gỡ đơn cho tất cả quý vị đó. Thì Dân Hiếu xin nhắc lại một lần nữa là cái đợt cho miễn phí nó đã hết rồi. Trong cái đêm đó thì Dân Hiếu đã phát trực tiếp cho trên dưới là mười mấy phần để mà cho gỡ đến quý vị miễn phí, thì đa số đã nhận được hết rồi. Thì thành ra là Dân Hiếu không có cho miễn phí nữa, tại vì quý vị biết đó, thì có một đợt mạnh quân ta sẽ giúp đỡ mình, ta sẽ cho miễn phí, còn không thì có thể là mình tốn phí mình mua những cái dấu, những cái dây chuyền này kia đó, thì Dân Hiếu không biết bao nhiêu. Dân Hiếu cũng không bán, Dân Hiếu không hề bán trong đây quý vị. Dân Hiếu chỉ nhờ được một anh và một chị mạnh quân gieo duyên để mà có thể gặp gỡ cho quý vị, nói cho quý vị biết về cái Thiên Tâm Đạo. Thì đó là cái nhiệm vụ và bổn phận của Dân Hiếu đã xong. Còn từ đây sắp tới là bổn phận và nhiệm vụ của Dân Hiếu là truyền, là cái người truyền tin, nói về Thiên Tâm Đạo và nói về Phật giáo Hòa Hảo chúng ta, khuyên chúng ta vẫn như từ lúc tới giờ Dân Hiếu thường làm. Dân Hiếu không có phát nữa, cô chú anh chị em mình thông cảm hen. Rồi để Dân Hiếu cho quý vị một số điện thoại, cô chú anh chị em nhớ bấm cho thiệt là kỹ hen, để không có lộn số ra điện cho chị này. Bất kỳ những cái điều gì liên quan đến Thiên Tâm Đạo cũng có thể là hỏi người này, chị này cũng có thể biết, để mà phổ biến cho quý vị và cái nghi thức vào đạo, cái thờ cúng và hình cha mẹ nên dán thế nào và dấu thiên tâm đeo làm sao, thì mời cô chú anh chị em ghi vô giùm đại hen. Số điện thoại của tỷ Thiên Vân á là 0932 725449. Dân Hiếu nhắc lại một lần nữa là 0932 725449. Thì tỷ ở thành phố đó quý vị, thì tỷ làm trên dưới cũng đã một năm mấy nay rồi. Bất kỳ những cái điều gì liên quan đến Thiên Tâm Đạo thì cô chú anh chị em cũng có thể hỏi. Dân Hiếu nơi đây thì cũng mới vào đạo đây thôi, thành ra là cũng chưa có được gặn gẽ, cũng đáng học hỏi nhiều thêm từ cái cô chú anh chị em đã vào trong đạo được lâu rồi. Rồi để không làm mất thời gian của gì nữa, thì mời quý vị nghe qua một clip của Ngài Ngô Tuấn Kiệt để nói về cái sự màu nhiệm, là cái sự linh thiêng của đất nước Việt Nam chúng ta, và nhiều điều kỳ bí sẽ xuất hiện từ đây cho đến cái Năm Thìn, và bước qua cái Năm Thìn đến năm Thân Dậu là sẽ là hoàn toàn một cái đời thượng quân thánh đức. Thì rất là nhiều những cái cô chú nào tại sao gần đây không thấy Dân Hiếu lên clip này kia nói chuyện này kia như khi xưa nữa, thì Dân Hiếu đã chuyển qua Facebook rồi quý vị. Đây sắp tới thì Dân Hiếu sẽ qua bên Facebook, mình gọi là cái từ dùng Facebook nhiều hơn nữa, hơn là YouTube đây. Bởi vì YouTube đó nó rất là nhiều những cái chính sách, nó làm cho nhiều cái điều mà mình nản, mình không muốn làm. Đây sắp tới nó sẽ còn đánh thế nữa quý vị, đánh thế từ cái tiền thu nhập cá nhân mình làm nữa. Thì thành ra là nó có nhiều cái sự kiện vậy, thì mình sẽ hạn chế bên Facebook, YouTube lại, mình sẽ chuyển qua Facebook mình làm. Thì đây đến thời gian sau Dân Hiếu sẽ thông báo lên clip dành cái Facebook của Dân Hiếu như thế nào. Cô chú anh chị em có cần gì qua đó để mà có thể là chia sẻ và gặp gỡ Dân Hiếu nhiều hơn lên clip. Thì cái Facebook á, thì nó bây giờ nó phổ biến, nó rộng ra, nghĩa là nhiều người người ta làm Facebook. Thì Dân Hiếu bước đầu qua cũng làm tập tỉnh gần đây quý vị. Thì đây sắp tới là Dân Hiếu sẽ qua Facebook nhiều hơn. Còn YouTube này quý vị thấy đó, là bây giờ những cái kênh nào mà càng ngày càng lớn là những cái kênh đó là giống như là không có người xem. Dạng như quý vị thấy là cái kênh Hồng Định Hay Đi nè, anh này cũng bán kênh nè. Rồi cái anh Hoàng Đệ Miền Tây nè cũng bán kênh. Rồi những người anh em đã làm trung thợ Dân Hiếu, rồi làm trước Dân Hiếu cũng có nữa. Mấy năm trời mỗi giờ mấy anh em ta bán kênh hết trơn đó quý vị. Còn đến kênh Dân Hiếu, cái kênh Cư Sĩ Ranh Giới thì Dân Hiếu cũng đắn đo suy nghĩ mấy ngày nay. Nhưng mà thật sự mình nghĩ lại thì mình cũng cảm thấy nuối tiếc.
và cái kênh này Nhân Hiếu sẽ dùng để mà truyền đạo bất kỳ những cái thông tin nào cực kỳ xác đáng và giúp ích cho bà con, giúp được người nghèo, giúp được những người khó khăn này kia. Thì để Nhân Hiếu nói một lần nữa là Nhân Hiếu sẽ nhận hết tất cả cái số tiền, những cái điều gì đó mà làm từ thiện để giúp như phóng sanh chim, thả cá, phát gạo cho người nghèo ở vùng biên giới này kia, Nhân Hiếu xin nhận hết. Thì từ lúc tới giờ đó thì quý vị Nhân Hiếu có làm gì lỗi lầm đó thì mong quý vị bình luận comment bên đây để Nhân Hiếu biết, Nhân Hiếu sửa. Còn đây sắp tới là mình sẽ làm với một việc là làm sao để mà giúp ích cho bà con, giúp ích cho người nghèo. Chẳng hạn như là đây sắp tới thì Nhân Hiếu sẽ có một cái đợt, có một cái chị này cũng ủng hộ cho Nhân Hiếu, đó chính là đi cho phát những cái giỏ quà yêu thương dành cho mấy chú chia sẻ đạo từ bắt đầu từ bữa 20 Tết cho đến bữa 30 Tết đó, thì phát quà Tết cho các vị cư sĩ tại gia, những vị mà đã từng xuất hiện trên kênh đó, thì mình ở đó mình phát quà, phát một người một cái giỏ quà để cho mấy chú, tạo động lực cho mấy chú làm niềm vui. Bởi vì quý vị biết đó, cái người cư sĩ tại gia thì người ta không có làm ăn, người ta nghe lời đức thầy đó, người ta không có làm ăn này kia, gọi là nó gồm gạo quý vị, người ta cũng nói chung là cơm ngày hai buổi đủ sống à. Thành ra là mình đem đến đó mình chia sẻ cái công lao, cái công sức của mấy chú đã bỏ ra mấy chục năm, mấy chục năm dùng chay trường, mấy chục năm học hiểu qua giáo lý đức thầy truyền bá đến bà con. Thì đến đó là một cái ân tình của mình, thì mình sẽ đến đó mình dành cái tấm lòng của mạnh thường quân đến đó để chào sẽ chia sẻ cho quý vị đó. Rồi để không làm mất thời gian của gì nữa, thì đó là cái kế hoạch từ đây cho đến cuối năm. Thì đây sẽ cuối năm thì Nhân Hiếu sẽ nói lên một cái fanpage của bên Facebook, thì cô chú anh chị em có thể qua bên đó để kết bạn với Nhân Hiếu. Thì Nhân Hiếu đang chỉnh sửa một cái số thông tin như là hình đại diện nè, rồi cái tên fanpage thế nào, thì mời cô chú anh chị em qua đó để mà gặp gỡ Nhân Hiếu nhiều hơn. Rồi thì cái video này hôm nay cực kỳ đặc biệt, ngài Ngô Tuấn Kiệt và bên Thiên Tâm Đạo gỡ gắm cho bà con một cái thông tin cực quan trọng để giúp bà con thoát khỏi những cái chuyện xảy ra sắp tới đây, động đất, sóng thần, chiến tranh, nhất là chiến tranh ở trong vùng bảy núi. Để xem mà cái câu của Trạng Trình khi xưa đó là bảo giang thiên tự sức, bất chiến tự nhiên thành. Hai câu này lúc giờ là chưa có từng qua chú giải đâu vậy, mà ngày hôm nay ngài Ngô Tuấn Kiệt được cha mẹ ơn trên để mà truyền đạt xuống cho ngài, thì ngài mới truyền đạt cho chúng ta, ngài là cái người truyền tin chúng ta, thì sẽ chú giải được hai câu này và nhiều nhiều những cái câu mà ngày hôm nay chúng ta vô cùng thắc mắc, thì tất cả sẽ xuất hiện trong video này. Rồi một lần nữa Nhân Hiếu kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và năm mới bình an ạ. Cảm ơn quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Thiên Cẩm Sơn, Hạ Long Sơn, Thủy Đài Sơn nữa, tất cả mọi cái đó đều nó có ý nghĩa. Chân rồng, sừng rồng, mình rồng, bụng rồng, tim rồng, mắt rồng, đuôi rồng, cả nãy cái gì nó là phun hoa chất độc, tức là cái hậu môn của rồng nữa đủ kiểu hết, chứ không phải là một cái miền Nam bình thường. Thì từ đó, đó ông Trạng Trình 500 năm về trước ông mới nói là bảo giang trên cái đất này đâu có cái đất nào mà rồng mà nằm ẩn trong cái lông mạch mà ghê gớm vậy. Bảo giang thiên tử xuất, bất chiến tự nhiên thành. Ủa dù đâu có chiến đâu. Ủa, chỉ nói thôi. Nó bằng miệng 5 năm, dạ. Đâu có cái súng nào đâu. Ở đây cái cây... Chiến chứ là không có chiến đấu. Không có lưỡi lam nữa, đừng nói chi mà chiến đấu với ai. Mình yếu xìu, ai tới show ấy cũng ngã nữa. Có cái microphone rồi 5 năm. Giống như thắng bá dạng hùng binh nữa. Bởi vì một cái nghiệp của một quốc gia, một cái thể chế quá độc ác, ai lên tiếng là tối nó gõ cửa, nó chấn cổ, làm ghiếc cả nước Tàu, huống chi á nước Việt Nam mấy vị nói á, con không đầu thai vô á là họ sẽ là thành đồ đồng đồ đá rồi. Cho nên nói mình vậy, nó đâu phải là đồ đồng đồ đá, giỏi lắm mà giống như Bắc Hàn là dữ rồi. Thằng mập đi tới đâu là cả nước khóc cả hụ cả hụ, ngu chưa từng có. Cỡ đó là cùng nước Việt Nam mình á. Cũng may á, cũng may là nhờ bề trên ra tay kịp thời, cho nên còn một số còn thức tỉnh kịp thời.
Một quốc gia chỉ cần 100 triệu người, chỉ cần một người thức tỉnh thôi, có thể cứu cả một dân tộc. Cái hồi xưa anh hùng áo giải Lê Lợi, có mình ổng. Vậy mà đánh mấy con Tàu khởi thành nhà gì ta? Nhà Lê. Chả có cờ. Xưa Lý Thường Kỳ cũng vậy, Ngô Quyền cũng vậy, chỉ cần một người đó. Bây giờ mình có quá trời nhiều người là anh hùng không nữa không? Cao Rồ cũng anh hùng nữa. Họ cần hai cây gậy. Bởi tôi lúc nào cũng không dám rời cho cụ bị tôi được về trên thông báo là tôi sẽ hỏi. Bữa hôm sau rồi bất kể ha, nằm mơ ha, đi tìm gì á, tìm gì á? Tìm thằng Minh Dương ha. Nhưng mà về trên cho biết, nói bên tai tôi thôi. Tìm thằng Minh Dương. Không có thằng, tôi thích nhưng mà... Nó về trên trời với hồ quá là nhỏ tuổi. Rất là đẹp trai. Nó không phải như vậy. Tại cái sắc phàm mình theo nắng mưa với ăn uống biết nó vậy. Chứ còn mà mấy ông thầy Đa Tạng hay những người mà ngồi thiền mà nhập định á, ngồi gần với hồ ấy, là chừng 50 phút là cái tướng tên vừa bước ra là mấy ông biết liền. Độ cực kỳ đẹp trai. Chứ nãy chờ luôn. Đọc thơ với chị, nói chuyện cho nó đủ cái clip này. Đứa nào muốn ăn á thì tự ngồi ăn, vừa ngồi vừa nghe. Cái đó răng của Trinh Nguội tội nghiệp đó. Ai ăn cứ qua bển lấy đoạn ăn nha. Tại nãy mình ăn nửa cái bánh bao rồi, giờ no rồi. Còn ai đó qua bển ăn đó, Trinh nấu xong rồi đó. Hoành sơn một dải ra vào, cúc kêu giọng đế cáo cào giả dương. Cung trăng đã sẵn trần dương, giang sơn lại mở một trường xuân thu. Có nghĩa là nước Việt Nam á, sẽ có một cái trường thi. Thi đại hội anh tài ở Mỹ về thi. Ở Việt Nam đứa nào giỏi cũng thi chung, đứa nào đậu đậu. Có nghĩa là sau này con của HO, con của đảng viên cũng ngồi chung bàn nhau để làm việc chung đó. Thì bên đây mới nói là giang sơn lại mở một trường xuân thu, tên đâu ba mũi phục thù, khen cho khắc dụng bài trò cho con. Ngọn cờ phất phới đầu non, thạch thành mỹ lại bon bon chạy về. Như có Mỹ nữa nghe. Dặm đường lai láng máu dê, con quay ngã trắng ba que cuộc tàn. Hèn chi có chữ ba que. Cái đáp Việt Nam nó gọi cờ này là cờ ba que. Ba sọc. Miền Bắc, miền Trung, miền Nam là ba dòng máu á. Cờ vô thành Thái. Trong này cũng có nói. Nghĩa là năm 75 ba que cuộc tàn. Trời Nam giận ở Diêm Bang. Tức nghĩa là nước Việt Nam á, là cơ vận sẽ khơi nguồn trở lại, hùng cường trở lại là ở miền Nam. Câu này vậy. Trời Nam giận ở Diêm Bang, chân nhân đâu đến những phường thầy tăng. Tức nghĩa là cái này mấy vị nói là những cái người mà chân nhân nó không phải bây giờ. Hồi xưa mình tôn trọng những đời ông bà mình á. Ai mà tu là gọi là trí thức cao mình. Nhưng mà mấy vị nói đến đời này là chân nhân đâu đến những phường thầy tăng. Nghĩa là thầy bây giờ tu giỏi quá, không muốn làm chân nhân những, muốn làm chân nhân ở danh từ để ám chỉ những người mà đã đạo có tiên đã lên đó. Nhưng mà nó không phải ở phường thầy tăng nữa. Dạ, phải. Chân nhân không phải ở phường thầy tăng. Mà chân nhân là ở trong Phật tử, trong mọi thiên, trong người bình thường. Chân nhân không đến những phường thầy tăng. Đồng Dao lại có câu rằng: non xanh mà mọc trắng răng mới kỳ, bây giờ quét sạch thử lý, ai ơi nhớ lấy thiên kỳ kẻo lầm. Đương khi sấm sét âm âm,
Hải là khí số, để gan trị bình. Vũ phu mà bức thư sinh, nhiều quá trời luôn, vũ phu mà bức thư sinh. Lô ông chấp cả mấy anh thủy hoàng, nực cười cho lũ bàn quan. Cơ tàn mà lại tính đường đẩy xe. Bây giờ đó là Putin cũng đang tính đường đẩy xe, còn lập một cái khối riêng. Còn Trung Cộng thì lúc nào cũng lên án Mỹ là phá rối trật tự Biển Đông, cái lưỡi bò là của tao, phá hoại thống nhất đất nước. Có nghĩa là nói bằng miệng không, trong khi Đài Loan đâu phải là nước tạo. Cái lưỡi bò Hoàng Sa của mình thì qua ngoại chiếm cho đã rồi á, thì lại là nói lập quận lập huyện của họ là Nam Sa rồi đó. Có nghĩa là độn cướp mà đi nói người ta đi hiếp mình. Hiện giờ tức là nói ngược không à. Hiện giờ trên đài mấy vị mà nghe cái đài này rồi, nghe mấy đài kia quải lắm. Cơ tàn mà lại tính đường đẩy xe. Thôi thôi mặt lũ thằng hề, gió mây ta lại đi về gió mây. Nghĩa là bề trên á, coi những cái trò hề của thế gian mình á, chính trị hay là quốc gia mạnh ăn hiếp quốc gia yếu á, đều là một trò hề hết. Nên nhớ đúng là một trò hề. Nếu mà tất cả họ thiên mà ở ngay chỗ cho phụ đi, phụ cũng coi cái cuộc đời này là một trò hề á, phù du á. Mới chớp mắt qua Mỹ, những năm xưa còn thanh niên trai tráng mạnh khỏe phải không, một ngày phụ làm 16-18 tiếng không biết mệt. Mà bữa nay bây giờ ngồi nói chuyện 3-4 tiếng thở không ra hơi vậy. Thấy sức giờ xuống. Đó là cuộc đời chúng ta rất là lẹ phù du á. Cho nên gắng giữ gìn sức khỏe nha mấy đệ tử. Rồi trong nhóm họ Thiên Lai Rai cũng có người ra đi. Gần đây sắp sửa họ Thiên cũng có người ra đi nữa. Không phải cao độ, đừng lo. Tại mấy cái bài này á, là bây giờ nó trúng thời đại. Lâu lâu đọc lên á, để cho người Bắc họ hiểu. Cái người Nam thì mình biết rồi. Con lấy hộ dùm cái bình này đi, nước lạnh á, đổ này bỏ lấy nước lạnh á. Tháng 3 vào tiết thanh minh, cõi âm giáp mở phong linh ba màn, khuynh thiên đột giáp tràn phan, đông du hải hội trời ban phong thần. Bắc Hàn lục quốc phân tranh, kiêu binh sĩ bại nam phần định phong, sợ nhà bà đội đi vòng, tàu chìm vì đảo ngã lòng ra đi. Nước tạo lưỡi bò cắt ngắn tư duy. Giờ cái lưỡi bò đến lúc hôm nay là sắp cắt ngắn rồi. Mà thời xưa cái bài này của Thánh Mẫu Liễu Hạnh năm 1938 ở cận trăm năm về trước. Mà lúc đó làm gì có danh từ lưỡi bò, đúng không? Quý vị nên nhớ tất cả những gì đọc là cả trăm năm là những cái danh từ lưỡi trước. Hồi xưa đâu có ai biết người Việt đi khắp năm châu 6 triệu người, làm gì có chuyện chim hiền. Tại sao Đức Thầy cứ nói chim hiền bay về, chim hiền bay về hoài vậy? Chim hiền chớ có lo chi mà. Rồi đi kẻ đứng tìm về gì đó. Lưỡi bò cắt đứng, cắt đứt, cắt lưỡi bò cắt ngắn tư vi. Đảo chìm tàu lặn không gì thở than. Bắc phương không thể dễ dàng, tàu sợ lại đánh. Tràng An ai nhà, bởi thua biển đảo Hoàng Sa. Giận lây đập sập Bắc Hà Đế Kinh, Nam phần Nam lại đổi mình. Khi mà chiến tranh Biển Đông nó xảy ra lơ mơ á, hiện giờ á, này mình tại cái bài này nó đang cận kề bên nước Việt nguy hiểm. Mấy đại ca đừng cho Trung Cộng nó mượn đất, nó kéo mấy cái dàn hỏa tiễn nó bằng xe lưu động á, nó ra nó bắn ra ngoài Biển Đông. Biển Đông bắn vô ai chết, nó núp dân mình chết á, đúng không? Cho nên bài này cần phải đọc bây giờ để hiểu. Rồi á, nó sẽ bị Mỹ lấy Hoàng Sa đưa lại cho Việt Nam,
thì nó giận lay đập sập Bắc Hà Đế Kinh. Nam phần Nam lại đổi mình, không theo sự sắp vong linh ai người. Nước Nam từ đó thay trời, mở ra thế yếm của thời xưa tiên. Thương cho ấn miếng đảo điên, hành binh phát mã giáp biên trợ thùy. Thương bà ấn lại ra đi, bởi vì Tây Tạng mất đi núi đồi. Đất bằng thành biển cả rồi, Trung Đông thành sóng, nó lôi nhà Tàu. Ngã ba tam giác nước cao, cao là cao ly hả? Không còn biên giới ngã nhào tứ phương, mưu đồ bá đạo bá dương. Tan băng động đất Tân Cương nó chìm, hình gà lôi nó đau tim. Tức là nước Tàu là hình bản đồ hình gà lôi. Mất đầu mất đích lại chìm Đông Kinh, nước ai gọi xuống đầu mình. Gà lôi trời sập định hình phân ba, chỉ còn bốn tỉnh hai gà. Nghĩa là nước Tàu sẽ chia năm sẽ bảy. Mất tên trên cõi Ta Bà hư danh, xỏ luôn không còn Tàu nữa. Bá đạo tranh bá không thành, hồ tan biển bắc đổi canh đổi kỳ. Nhật Hàn no dạ hả hê, Mỹ thâu lợi phẩm no nơi phong thần. Cái nước Mỹ cũng vẫn là nước đại ca, cha cho để mà bình trị, để giúp cho thế giới ăn mà có cuộc sống tự do. Thì Mỹ thâu lợi phẩm no nơi phong thần, Mỹ sẽ thắng Nga thắng Tàu. Bây giờ hai người đó cũng vẫn còn chưa nghĩ là nó sẽ thua, nó nghĩ nó sẽ thắng hiện giờ nè. Cho nên mình đọc cái bài này cả trăm năm cái gì nói rồi. Kỳ nhì tái diễn phong dân, khác xa binh lực phong thần đã qua. Gọi là thế chiến màn ba, gọi 18 nước nó qua thời kỳ. Thật là trời đánh loài người, các loài theo khỉ bị trời bao dây. Nghe là những nước nào mà theo khỉ thì có Nam Hàn, Bắc Hàn theo khỉ, Nga theo khỉ, Iran theo khỉ, độc tài với cộng sản á. Còn Việt Nam bây giờ nửa theo khỉ nửa theo ó. À không, cho nên nửa nửa, cho nên không biết theo cái gì nghe. Các loài theo khỉ bị trời bao dây, hành binh giải giáp đông tây. Đến cơ biển sập đổi thay địa hình, nhìn bầu sao rụng lung linh. Quỷ ma bỏ trốn Nam Kinh đổi đời, sao hôm chạy bỏ sao mai. Nội thì qua ngoại chả ai chủ thuyền, đất chìm bắt đổ Thái Nguyên. Đà trời chia khúc ruột truyền núi sông, động đất mất nửa hình rồng. Tân đời nước đổi tấn phong hình rùa, đoạn trường gian khúc chanh chua. Đổi mùa trời chuyển bốn mùa thành hai, nước Nam hội ngộ thiên tài. Cái nghĩa là 6 triệu người là thiên tài, sau đó sẽ về nước sẽ hội ngộ. Nước Nam hội ngộ thiên tài, chân nhân thành đạo, đất đai nhà rùa. Phong thánh Di Lạc làm vua, trăm quan hữu trách tiên cơ nước trời. Khoa thi chọn tiến sĩ ngôi, mở đời nhân trị con trời thai khiên thiên khai. Mở đời nhân trị con trời thiên khai, cả kêu học sĩ nam tài ra thi để giúp tương lai Sơn Hà. 1938 tại chùa Ngọc Sơn, Hà Nội. Hoành sơn một dải ra vào, cuốc kêu vọng đế, cáo gào giả dương. Cung trăng đã sẵn trần dương, giang sơn lại mở một trường xuân thu. Tên đâu ba mũi phục thù, khen cho khác dụng bày trò cho con. Ngọn cờ phất phới đầu non, thạch thành mèo lại bon bon chạy về, dặm đường lai láng máu dê. Này nãy đọc rồi.
Ok, đói bụng này ăn cơm quý vị. Mấy vị phụ cho dừng chừng nửa tiếng để anh em ăn cơm à? Đâu dừng gì đâu, ai tự nhiên này quay chơi là đâu bỏ anh mạng đâu. À, đứa nào cũng bỏ tùy. À, đưa cho anh Kháng có gì nói chuyện không, lâu ngày không gặp. À, nói đây đưa microphone cho anh Kháng nói. Mà cái cách ăn mặc ở bên trên kia cũng xình xòe, cũng y như kiểu kiểu cung vua của bên Tàu vậy đó. Nhưng mà nó không phải là gì, đồ của ta đẹp lắm. Câu cầu ngọc đế chớ hờn chúng sanh, để cho Phật dạy làm lành. Chừng nào chẳng đặng sẽ hành bệnh căn. Hơi giờ đang bệnh nặng, bệnh đói, bệnh tiền thành tiền giấy, rồi bệnh lũ lụt rồi nè, bệnh Covid rồi nè, hành bệnh căn là sắp sửa đùng đùng nữa nè, nổ súng. Thiên đình thôi mới phán rằng ta muốn hủy diệt hết vạn dân thời này. Dương trần hung ác lắm thai, cớ sao Bồ Tát xin rài làm chi. Chư Phật mới tấu một khi, chúng sanh dạy lắm nhiều khi lỗi lầm. Minh vương lụy nhỏ ròng ròng, thương đời không chúa lỗi lầm lắm đa. Mới qua cầu lĩnh Thích Ca, tâu cùng Ngọc Đế thứ tha dân nhờ. Ngọc Hoàng nghe tấu ngẩn ngơ, chư thần vào tấu thiên cung cho tường. Minh vương cậy khắp bốn phương, dạy bảo xuống cõi trung ương tu trì. Cuối sinh Ngọc Đế xét suy, dương trần nhiều kẻ vậy thì tu thân. Ngọc Hoàng phán rõ nguồn cơn, minh dương vốn thiệt là vua nhân từ. Thôi thôi tha thứ trần gian, vì lòng Bồ Tát với chàng Minh Vương. Chư Phật về cõi Tây Phương, nói cho Minh Đế tỏ tường trước sau. Minh Vương kết thúc quặng đao, cậy tiên cùng Phật mau đi dạy trần. Phật tiên thôi mới đổi phiên, xuống thai trần thế giả người bằng nhân. Giả điên rồi lại giả khùng, cơ hàng rách rưới, rất nên thảm sầu.